Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi việc sử dụng điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến thì việc tiếp nhận các cuộc điện thoại từ số điện thoại lạ cũng xảy ra thường xuyên. À, vậy thì làm thế nào để có thể tiếp nhận thông tin được kịp thời và phòng tránh được các cuộc gọi lừa đảo từ những số điện thoại lạ? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau với kinh nghiệm được sẻ chia từ những người dùng. Với công việc hàng ngày là mua bán tạp quá, văn phòng phẩm, Bà Lê Thị Hồng Lộc thường xuyên sử dụng điện thoại để đặt hàng và nhận hàng, nên thường tiếp nhận những số điện thoại lạ. Bà cho biết đã gặp tình trạng người lạ gọi điện đến để yêu cầu đi đóng phạt vì cho rằng bà vi phạm luật giao thông. Khi mà tiếp nhận những thông tin như vậy thì cách xử lý của tôi là tôi tắt máy. Vì tôi nghĩ là khi mình tắt máy như vậy, tức là không làm cho cái thông tin bị dây dưa, tiếp nối có thể dẫn đến những điều khác bất lợi hơn. Cho nên tôi nghĩ là trong cái cách mà mình xử lý nó có thể là tốt nhất là ngắt điện thoại. Còn đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa cũng gặp một vài lần có người lạ gọi vào số điện thoại của ông để đề nghị ông tham gia chương trình khuyến mãi hay lời mời tham gia một dự án đầu tư sinh lợi lớn. Trước các thông tin như thế, ông đã khéo léo nói lời cảm ơn, từ chối và kết thúc cuộc thoại. Mình trả lời là tôi không có nhu cầu, mình từ chối để không bị dẫn dụ vào những cái chương trình lừa đảo nào đó. Tôi thì cũng khuyên con cháu trong nhà thì khi có cuộc gọi lạ đến thì mình cũng tìm cách từ chối để không bị dẫn dụ vào các các chương trình mà của người ta có thể là người ta lừa đảo. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, với phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp, các đối tượng đã kết hợp đang xen các hình thức gọi điện thông thường với các hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dùng điện thoại, người dùng mạng xã hội. Vì vậy người dùng điện thoại dù có kết nối hoặc không kết nối internet vẫn có thể nhận được các cuộc gọi lừa đảo. Biện pháp mà hiệu quả nhất để phòng tránh được cái bị các cái đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó là về cái nhận thức của người dân là chính. Thì khi mà nhận thức của người dân được nâng cao cũng như là đề kháng tốt với các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì sẽ không bị các đối tượng dẫn dụ cũng như là thao túng tâm lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Trong giao tiếp hàng ngày qua điện thoại hay tương tác trên mạng xã hội, mỗi người dân cần cẩn trọng trước những cuộc gọi đến hoặc lời mời kết bạn từ số điện thoại lạ. Tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết và không làm theo các hướng dẫn của người lạ để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản